Em đã check con dao độc giấy ở nhà Mạnh, không có vết máu. Camera khu vực mà Mạnh nói là Mạnh đi mua nước thì đúng như lời của nghi phạm số 1 của vụ án đã có chứng cứ ngoại phạm thuyết phục. Còn về Nam, bạn trai nạn nhân thì sao? Tên này rất bạn là bất thường. Bạn trai nạn nhân lập tức khi mà em điều tra sờ gái thì tay của hắn luôn nắm chặt và cử chỉ thì rất là lắp bắp. Mặt sau của chiếc điện thoại có dấu vân tay của Nam. Tuy nhiên, trên cục đá hắn ta cũng chỉ là con tốt thí trong tay kẻ thủ ác. Ở trên đây có dấu vân tay của cậu, cậu giải thích thế nào? Em không giết Thương. Những diễn biến tiếp theo của loạt phim hình sự Đội Trọng Án 21:30 thứ 2, thứ 3 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem.